Rồi thì gian hàng này hiện nay là 99 người theo dõi các bạn nha. Mình ghi log lại xem là cách tăng follow Shopee này lên chưa các bạn nha. Đây, 103 người theo dõi các bạn. Và mình mới tăng 900 người theo dõi cho nó. Thì các bạn có thể đối chiếu bằng cách là bạn có thể là vào cái gian hàng siêu wow này các bạn nha. Để bạn đối chiếu lại các bạn nha. Thì nếu như tăng follow đủ luôn á thì nó lên hơn 900 người theo dõi các bạn. Đó, các bạn có thể đối chiếu. Rồi nếu như ok các bạn hãy làm theo cách tăng follow Shopee này các bạn nha. Hello bạn ha, mình Thiện đây. Trong video này á, Thiện sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng follow Shopee không tụt nhanh nhất 2024 các bạn nha. Giúp các bạn tăng từ 0 follow cho đến là 100.000 follow trên gian hàng Shopee luôn các bạn nha. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Thì đầu tiên các bạn hãy truy cập vào Shopee nha, shopee.vn các bạn. Truy cập vào trang chủ shopee.vn nha. Thì ở đây là do Thiện đã đăng nhập rồi các bạn nha. Thì trong trường hợp này các bạn đăng nhập tài khoản của bạn vào nha. Đó, sau đó bạn di chuyển ra cái phần là kênh người bán các bạn nha, kênh người bán. Đó. Rồi, thì ở cái phần báo cáo dưới này các bạn, ở cái phần là quản lý shop này, hồ sơ shop này bạn nhấp vào. Đấy. Thì nó hỏi bạn mật khẩu một lần nữa thì bạn nhập mật khẩu lại nha. Thì ở đây cái tên shop của Thiện á chính là siêu wow các bạn nha, siêu wow rồi các bạn. Thì khi các bạn đặt tên shop như thế nào á thì cái đường link mà đến cái shop của bạn á nó sẽ có cú pháp như sau. Đó sẽ là shopee.vn sẹt cái tên shop của bạn nha. Đó, thì tên shop của Thiện là siêu wow này thì copy tên shop mình. Đó, Thiện dán qua đây. Thiện enter thì nó truy cập thẳng vào cái gian hàng của Thiện trên Shopee các bạn nha. Đây các bạn. Đấy, tên siêu wow bạn thấy không? Thì hiện nay cái gian hàng của Thiện có 92 người theo dõi, tức là số lượt follow hiện tại là 92 các bạn nha. Đó, thì chỉ số theo dõi này nó càng nhiều thì cái gian hàng của bạn trông càng uy tín. Ngoài ra sẽ giúp cho khách hàng của bạn dễ dàng ra quyết định mua hàng hơn các bạn nha. Đặc biệt là ở trên sàn thương mại Shopee hiện nay cạnh tranh rất là cao các bạn. Người dùng họ rất là thông minh, họ dựa vào chỉ số người theo dõi để họ đánh giá cái shop đó là có uy tín hay không các bạn nha. Cho nên là các bạn hãy tăng chỉ số này càng nhiều càng tốt nha. Thì bây giờ thì hướng dẫn bạn cách tăng follow cho gian hàng của bạn nha. Thì sau khi bạn đã truy cập được vào gian hàng của mình nè, thì ở trên đây nó xuất hiện cho bạn đường link. Thì đường link này chính là đường link gian hàng của bạn trên Shopee các bạn nha. Đó, bạn copy cái đường link gian hàng này nha. Rồi, sau đó bạn truy cập qua một cái hệ thống tăng tương tác mạng xã hội đa nền tảng, đó là sarobot.vn các bạn nha. Sarobot.vn. Sau đó các bạn hãy đăng ký một tài khoản nếu như bạn chưa có tài khoản nha. Trong trường hợp này mình có tài khoản rồi, mình sẽ đăng nhập bên trong. Đó, thì khi đăng nhập bên trong các bạn thấy giao diện như thế này. Thì ở đây có rất là nhiều dịch vụ khác nhau, từ Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google, Shopee vân vân. Bạn thấy rất là nhiều dịch vụ này. Thì chúng ta muốn tăng follow Shopee, chúng ta chọn là dịch vụ Shopee nha. Sau đó chúng ta chọn tăng theo dõi các bạn nha, tăng theo dõi. Rồi, thì ở đây nó yêu cầu các bạn là link hoặc ID, bạn thấy không? Thì bạn sẽ dán cái đường link gian hàng của bạn cho Shopee vào nha. Sau đó các bạn chọn một trong những server này. Đó, thì bạn thấy server nào phù hợp với mình thì bạn hãy chọn nha. Ví dụ Thiện chọn server 1. Thì ở đây Thiện tăng số lượng 100 thì tổng tiền là 38.700 đồng. Thì các bạn có thể tăng số lượng bao nhiêu tùy ý các bạn nha. Ở đây Thiện còn 361.000. Đó, thì nếu như trong trường hợp các bạn cần nạp tiền, các bạn đọc hướng dẫn nạp tiền ở đây thì hệ thống hoàn toàn tự động cộng tiền cho bạn nha. Đó, sau khi có tiền rồi chúng ta quay đây, quay lại dịch vụ Shopee các bạn. Đó, rồi mình lại bỏ link lại nha, link gian hàng các bạn nha, nhớ là link gian hàng nha. Rồi mình sẽ chọn là server và mình chọn số lượng ở đây là 900 đi các bạn, 900 thì là 348.300 đồng. Ở đây mình là có 361.000 là ok các bạn nha. Mình bấm tạo tiến trình, mình bấm đồng ý. Các bạn đợi một chút, khi mà hệ thống thông báo lên đơn thành công là có nghĩa là chúng ta tăng follow cho Shopee thành công các bạn nha. Các bạn đợi một tí nào. Đấy, khởi tạo tiến trình thành công như vậy là ok. Nhiệm vụ còn lại của chúng ta là chỉ đợi các bạn nha, chỉ đợi cho hệ thống này nó chạy thôi. Thì thời gian nó chạy từ 1 đến 3 ngày các bạn nha. Thì nếu như sau thời gian đó mà cái số lượng đơn hàng nó không lên đủ, đấy, số lượng follow Shopee nó không lên đủ thì bạn có thể liên hệ trợ giúp ở đây để được hỗ trợ các bạn nha. Rồi ở đây ngoài tăng follow cho Shopee ra, các bạn muốn tăng like cho cái sản phẩm của bạn á, tăng yêu thích đó các bạn, cho cái sản phẩm của mình đang kinh doanh á, các bạn phải chọn tăng like nha.
và các bạn nhớ lấy cái đúng cái link sản phẩm đó nha, đúng cái link sản phẩm của bạn á đó. Thì cái link sản phẩm nó có dạng như sau bạn, đó Shopee rồi phía sau đường link đó, bạn copy đúng cái đường link sản phẩm nha, rồi bạn bỏ vào phần là liên vào ID đây nè, rồi bạn chọn server, bạn chọn số lượng, bạn tạo tiến trình y như là tăng follow cho Shopee là được nha. Rồi đến như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách tăng follow Shopee không tụt nhanh nhất 2024 xong các bạn nha. Hy vọng với video này giúp ích được cho các bạn rất là nhiều. Nếu như bạn thấy video này hay, bạn hãy cho Thiện một like và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất từ Thiện các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.